Dòng chữ ceramic con này lưu ý các bạn nhá, dòng này là piston sứ ceramic luôn. Đấy, máu chưa? Về phụ kiện thì vẫn đầy đủ thôi. Cả nối nhanh này, rồi mặt xi lanh đồng anh em nhìn này, cực kỳ đẹp. Xin chào quý vị, các bạn đã đến với kênh video điện máy Bình Sơn. Hôm nay chúng tôi đã tiếp tục về một công máy rửa xe. Hết mùa phát điện rồi thì chúng ta lại chuyển ra rửa xe. Đùa chứ những cái dòng sản phẩm của điện máy Bình Sơn chúng tôi thì thật sự luôn là bán quanh năm, không phải bán theo mùa, nên là anh em hoàn toàn yên tâm về chất lượng, nó không sợ gọi là bán theo kiểu mùa bán tắc bụp. Rồi hôm nay thì mình về một số mẫu máy rửa xe phục vụ cho gia đình. Đối với máy rửa xe gia đình thì bên mình có Anovi 2000, Anovi 2006, Anovi 28X. Còn đối với dòng máy rửa xe cao áp thì bên mình sẽ có Anovi 25S, Anovi 30S, Anovi 45S và Anovi 75S. Rồi, xin mời các bạn theo chân mình sẽ khui thử một ít ra cho các bạn xem những cái mẫu máy rửa xe bên mình như nào nhá. Đây là mẫu máy rửa xe 30S và đây là con 2000A bên mình đã tháo ra. Rồi, nói về 30S trước đi. 30S là dòng cao áp rất hợp lý ở mức giá dưới 10 triệu. Chính xác em này là 9,8 triệu. Các bạn chỉ cần đặt cọc 1 triệu bên mình sẽ miễn phí vận chuyển cho các bạn luôn 30S. Rồi thông số của 30S thì các bạn có thể thấy được này, nó áp lực là 153, lưu lượng là 18 lít trên 1 phút. Công suất motor là 3,0 kW, mà tua vòng của dòng này là 1420 vòng. Anh em lưu ý nhé, đối với dòng cao áp thì nó sẽ có hai dòng tua nhanh là 2008, dòng tua chậm là 1420. Giống như phát điện thôi, cứ thằng nào tua chậm hơn thì nó sẽ bền hơn. Con này thì tất nhiên rồi, điện một pha, khi các bạn mua theo thì sẽ có 4 béc. Béc đỏ, béc vàng, béc xanh, béc trắng, tương đương với 0 độ, 15 độ, 25 độ và 40 độ. Nó sẽ ra cái góc nước nó sẽ khác nhau. Cái trước thì bên mình có tích hợp luôn cái bảng điều khiển ở cái vị trí này. Tuy nhiên thì không, bên mình đã quay trở lại với cả cái tủ điện thông thường. Bởi vì với những cái tủ như thế này thì bằng cơ ấy, thì các bạn sử dụng xử lý mai sau khi hỏng hóc sẽ rất dễ dàng, nó sẽ không khó như trước. Rồi, về phần frame, khung frame thì các bạn có thể thấy được này, ống khung nước các thứ rất là to, dày dặn, đẹp, nói chung là đẹp. Về cái miếng chắn ở trên này đấy, để giúp cho các bạn ngăn ngừa bụi nước không bị bắn vào phần motor và đầu áp. Về đầu áp thì đã được cải tiến rồi nhá anh em nhá. Đầu áp này cái kiểu dáng sẽ khác hơn so với đầu áp trước. Đầu này giống đầu này chính là đầu 30S. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên phần xi lanh đồng thì nó sẽ có dòng chữ ceramic. Con này lưu ý các bạn nhá, dòng này là piston sứ ceramic luôn. Đấy, máu chưa? Về phụ kiện thì vẫn đầy đủ thôi. Cả nối nhanh này, rồi mặt xi lanh đồng anh em nhìn này, cực kỳ đẹp, hoàn thiện rất là ổn luôn. Hệ ốc giữ mặt xi lanh đồng 8 ốc, nói chung là nét. Con này về phụ kiện thì cũng không thể nào chê trách một cái gì cả. Để các bạn sẽ có một cuộn dây bố thép này, dây này dây 20m, cũng đã có đầu nối nhanh, hay cũng đã có cái rắc đầu nối nhanh. Có súng này, súng này là súng có đoạn nối, và các bạn có thể thấy đoạn nối của nó đây này, rất đẹp. Phụ kiện con này quá đẹp luôn, cũng có đầu nối nhanh vào các béc rửa. Rồi có lọc rác 2 tầng này, lọc rác 2 tầng. Rồi bánh xe tất nhiên rồi, dây hút, dây hồi, cái đấy bao giờ cũng sẽ có. Rồi còn đối với các bạn sử dụng gia đình thì có dòng Anovi 2000. Anovi 2000 này thì các bạn có thể thấy được này, kích thước của nó rất là nhỏ gọn, tiện dụng. Và con này áp của nó rất là khỏe, với mình bán nhiều lắm rồi. Dòng này bán nhiều vãi cái linh hồn rồi anh em ạ. Hoàn toàn yên tâm nhá. Mặt cùng xi lanh đồng, con này thì phụ tùng thay thế sẵn luôn. Dòng này cam kết với các bạn là rô dây đồng 100%, nếu mà không phải dây đồng bên mình tặng cho các bạn luôn. Thứ hai nữa là cái rô này là rô dài. Anh em nhìn kiểu dáng này rất giống với những cái kiểu dáng dòng rẻ tiền trên thị trường. Tuy nhiên nhá, nó khác nhau lõi bên trong. Thứ nhất là rô dây đồng quấn đủ, thứ hai là cái rô nó dài. Rô này rô dài 10, gọi là rô dài 100 đấy. Tùy theo anh em gọi, đây gọi rô dài 100 nên em hoàn toàn yên tâm nhá. Áp lực con này 113, lưu lượng 10 lít trên 1 phút, công suất là 2000W, tần số 50Hz. Thông số này mình nói rõ luôn nhá, mang tính chất tham khảo thôi chứ không chính xác đâu. Em này thì có chỉnh áp luôn này, để cho các bạn thuận tiện điều chỉnh tia nước cũng như là điều chỉnh nước phù hợp này. Nắp đít này bằng hợp kim nhá, không phải nắp bằng nhựa. Này bằng sắt, chính xác luôn, bằng sắt luôn, để cho các bạn tiện dụng sử dụng hơn. Nói chung đây là trong lựa chọn hợp lý rồi. Tiếp theo về phụ kiện của dòng 2000 này thì các bạn có thể thấy được này, nó có dây rửa này, loại đẹp này, có bình bọt nhá, có súng này, có đoạn nối này, đầy đủ luôn này, súng nhá. Này, súng loại đẹp ấy. Súng này súng loại đẹp nhá các bạn nhá. Súng ống rất là đẹp. Có khóa luôn này.
Đấy, khóa. Ok. Về dây này các bạn nhìn cái loại dây chất lượng cũng rất là ổn nhá. Đây. Nhìn khác bò chưa? Đầu dây này, đầu dây loại này vặn loại gen to nhá. Có một loại nữa nó bé tí tị này, anh em nhìn phải lưu ý phụ kiện nhá. Rồi mỗi thứ một tí, nó mà chỉ cần giảm chất lượng đi thôi thì giá đã chênh lệch nhau rất là nhiều rồi. Bên mình thì nâng cấp bao giờ cũng sẽ ở mức độ tối ưu nhất. Rồi nếu anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ Điện Máy Bình Sơn. Nếu không tự tin về chất lượng, không tự tin về mức giá thì không bao giờ mình dám về một công hàng như thế kia đâu. Hàng ở Điện Máy Bình Sơn chúng tôi thì luôn luôn đặt trực tiếp từ nhà máy, nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Việc đặt trực tiếp ở nhà máy nó sẽ có một cái hay, đó là chúng tôi sẽ kiểm soát được cái chất lượng. Ví dụ như là chất lượng như nào là do bên mình đưa ra yêu cầu và kiểm soát được. Thứ hai nữa là mức giá của nó sẽ tối ưu đến tay người tiêu dùng. Đó là những cái mà chúng tôi luôn luôn cố gắng tối ưu nhất có thể để cung cấp cho khách hàng. Rồi, cảm ơn anh em. Nếu anh em có nhu cầu có thể liên hệ Điện Máy Bình Sơn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau.